Kính chào quý thầy cô. Thì với một số yêu cầu nâng cao trong quá trình mà giảng dạy thực hành trên cái nền tảng Classroom của Google, thì hôm nay thì em xin hướng dẫn quý thầy cô cách thức mà chúng ta một số cái mẹo mà chúng ta có thể áp dụng vào cái phần mềm một cái phần mềm Classroom của Google mà chúng ta đang sử dụng trong quá trình giảng dạy. Thì trước tiên đó thì chúng ta sẽ có một cái lớp học như thế này, chúng ta sẽ có một lớp học như thế này. Thì đầu tiên thì xin nhắc lại cái cách thức mà tạo lớp học ha. Chúng ta tạo lớp học thì chúng ta sẽ bấm vào tạo lớp học, chúng ta sẽ đặt tên, ví dụ chẳng hạn như lớp trung cấp ABC K5.K5B như vậy. Và tốt nhất thì ở cái phần ở đây thì chúng ta nên ghi tên của giáo viên chủ nhiệm của lớp đó vào, thì như vậy thì nó sẽ dễ quản lý hơn. Đó, còn nếu giả sử chúng ta để trống thì đôi khi chúng ta sẽ không biết là giáo viên chủ nhiệm đó là ai, hoặc là cái người đang giảng dạy cái lớp là ai, thì chúng ta ghi cái tên giáo viên chủ nhiệm vào. Nè, Nguyễn Văn Nga. Đó. Thì như vậy là chúng ta đang có hai cái lớp học, nó có hai lớp học. Thì quá trình khởi tạo nó đang 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 diễn ra, và quá trình khởi tạo này nó sẽ thực hiện hai vấn đề, đó là vừa tạo lớp bên đây và tạo bên kia. Đó. Thì đầu tiên thì giống như các cái chương trình khác thì Google cũng hướng dẫn những cái bước cơ bản mà chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta quay lại màn hình chính. Rồi, giờ tôi có hai cái lớp học như thế này. Tôi thấy mọi người thấy rằng là ở đây chúng ta có luôn cái tên của giáo viên phía dưới, thì nhìn nó rất là rõ ràng và tường minh, rõ ràng và tường minh. Rồi, bây giờ bước đầu tiên thì mọi người thường hay làm phiền khi mà chúng ta dạy nhiều lớp, có nhiều thầy cô thì dạy cả chục lớp. Chính vậy thì cái tin nhắn á, cái email á thì nó sẽ đến liên tục. Chính vì chúng ta sẽ gặp một số khó khăn trong quá trình mà chúng ta giảng dạy, cũng như là cái mail cá nhân của chúng ta thì rất là nhiều mail. Đó, đặc biệt là những thầy cô mà chúng ta dạy nhiều những cái lớp như thế này mà chúng ta có nhiều giáo viên bộ môn giảng dạy thì chúng ta sẽ gặp một số khó khăn vậy. Thì quý thầy cô sẽ làm thao tác như thế nào? Đây, chúng ta vào đây, chúng ta vào cài đặt nha. Chúng ta vào cài đặt. Đó, thì chúng ta sẽ tắt cái thông báo email đi. Tắt cái thông báo email đi. Đó, tắt thông báo email đi. Rồi, chỉ cần như vậy là chúng ta đã không cần không còn phải nhận các cái email của các cái giáo viên khác nữa. Đó, tại vì đôi khi là học sinh hỏi bài nhưng mà bài nó môn khác hay gì đó thì quý thầy cô vẫn phải nhận được cái email. Đây là một cái tính năng không được hay lắm của Google, nhưng mà nó nếu chúng ta dạy mình lên lớp đó thì nó cũng tiện lợi. Nhưng mà bây giờ chúng ta tắt nó đi thì coi như là chúng ta sẽ không nhận email nữa. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất. Rồi, như vậy nếu không nhận email thì chúng ta sẽ nhận cái thông tin ở đâu? Đó, chúng ta sẽ nhận các cái thông tin ở trên các cái thông báo ha, ở trên này. Đây. Rồi, bước thứ hai, giả sử như chúng ta đang dạy cùng một môn và đối với số lượng lớp ít thì các trường sẽ đôi khi chúng ta phải dạy hai lớp cùng một lúc. Đó, hai lớp cùng một lúc như thế này, nhưng mà nếu chúng ta nhập hai lớp lại thì cái công tác quản lý nó sẽ gặp một số khó khăn. Chính vì vậy thì các trường lại yêu cầu chúng ta là phải dạy hai lớp cùng lúc mà phải dạy hai lớp riêng thế này, thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Rồi, đầu tiên chúng ta click vào đây trước, chúng ta vào một lớp nhé. Thì nó có một vấn đề thế này là nếu chúng ta dạy một nhiều giáo viên, tức là nhiều môn học trong một lớp chung thế này thì nó sẽ có một cái khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên đó là bây giờ là môn A môn B như thế nào thì chúng ta sẽ không phân biệt được. Chính vì vậy chúng ta phải tạo chủ đề cho nó. Chúng ta vô bài tập nhé. Đầu tiên chúng ta phải tạo cái chủ đề mà môn chúng ta giảng dạy, ví dụ chẳng hạn như môn lập trình vi điều khiển. Rồi, chúng ta thêm vào. Đó, thì như vậy chúng ta đã có một cái chủ đề về cái môn học đó, hoặc là chúng ta dạy môn là vật liệu cơ khí. Đó, rồi chúng ta dạy môn là dung sai, vân vân. Thì chúng ta có bao nhiêu môn thì chúng ta sẽ cứ mỗi môn như thế này chúng ta sẽ tạo một cái chủ đề. Thì như vậy chúng ta sẽ hệ thống được về tài liệu, về bài tập, và học sinh cũng biết được là cái tài liệu và bài tập đó thuộc cái môn học nào, thuộc cái môn học nào. Đây là cái lưu ý đầu tiên mà quý thầy cô cần quan tâm. Cái thứ hai, quý thầy cô cũng thấy rằng đó là chúng ta nếu chúng ta dạy hai lớp cùng lúc vậy chúng ta sẽ cho các tài liệu như thế nào, cách nào, thì chúng ta bấm vào tạo nha. Chúng ta up tài liệu. Tài liệu. Này, up tài liệu. Bây giờ chẳng hạn tài liệu chúng ta là môn là mở đầu. Cái tài liệu ta gọi là mở đầu.
Thì giống như nãy chúng ta nói rằng là bây giờ chúng ta không biết mở đầu là mở đầu của bài nào hoặc là mở đầu của cái môn nào thì chúng ta chọn cái chủ đề. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta mở đầu môn vi điều khiển thì chúng ta chọn chủ đề vi điều khiển. Sau đó thì giống như cách thức mà từ trước giờ chúng ta làm thì chúng ta cứ tải cái tệp lên, tải cái tệp lên. Ở đây thì tôi sẽ tải một cái tệp. Nha, chúng ta sẽ tải một cái tệp nào đó lên, ví dụ cứ một cái file nha. Ví dụ chẳng hạn đây là đây là một cái tài liệu. Rồi, chúng ta dập vô. Đó, thì một tệp đã được tải lên và chúng ta có ghi chú thì giống như cái cách thức mà chúng ta làm từ dưới giờ, có ghi chú. Rồi, bên cạnh đó làm sao chúng ta đăng được cả hai lớp cùng một lúc? Thì đây là cách thức, chúng ta mở chỗ này, chúng ta chọn luôn cái lớp thứ hai. Thì như vậy là chúng ta có thể đăng cùng lúc hai lớp. Và đối với Google Classroom á, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đăng tối đa 21 lớp cùng một lúc. Tức là chúng ta sẽ dạy cùng một môn nhưng mà chắc chắn là sẽ không có chuyện mà chúng ta sẽ dạy 21 lớp cho cùng một môn như vậy. Thì con số lượng rất là khủng. Nhưng mà thực ra là kể cả trên con số lượng đó thì chẳng hạn như chúng ta làm hai lần có nghĩa là chúng ta đã tăng lên được 42 lớp rồi. Nên cái câu chuyện nó cũng rất là dễ dàng. Rồi chúng ta sẽ bấm đăng. Bấm đăng. Thì như thế là ngay lập tức là nó sẽ đăng lên. Và quý thầy cô thấy nào? Ngay trong môn vi điều khiển, học sinh chỉ cần vô đây, học sinh sẽ thấy rằng là sao? Chủ đề vi điều khiển nó có bài mở đầu. Thì như vậy là học sinh sẽ biết được là các cái nội dung, các cái bài tập thông báo một cách dễ dàng và tiện lợi. Đó, quý thầy cô thấy nó rất là tiện không? Rồi bây giờ chúng ta qua thử cái lớp thứ hai, cái lớp kia coi như thế nào. Rồi, qua lớp kia thì chúng ta cũng thấy rằng trong bài tập cũng là cái lập trình vi điều khiển và cũng có bài mở đầu. Nghĩa là chúng ta đăng cùng lúc hai bên nha, hai lớp đều 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 được hết, hai lớp đều được hết. Đây là một trong những cái tính năng rất là hay mà của Google Classroom có thể hỗ trợ chúng ta. Đó, nhưng mà quý thầy cô thấy ra đây nó cũng đang thiếu chủ đề gì dung sai. Tất nhiên là quý thầy cô cứ đăng cái bài dung sai ở đây, chẳng hạn như tôi tạo nè, chẳng hạn ở đây là chúng tôi đặt câu hỏi, ví dụ chẳng hạn như là dung sai là gì gì. Rồi chúng ta cũng tương tự vậy, ở đây câu hỏi thì nó sẽ có câu trả lời. Đó, chúng ta sửa cái câu trả lời để ví dụ chẳng hạn tối đa là 10 điểm này. Rồi cho thời hạn nộp bài, ví dụ chẳng hạn ngày 30 là phải nộp bài trước 20 giờ, là đặt thời hạn nộp này. Chủ đề là dung sai, học sinh có thể trả lời các câu hỏi của nhau, học sinh có thể chỉnh sửa câu trả lời, thì tùy thuộc vào cái học viên của mình như thế nào thì chúng ta sẽ chọn các thông tin này, đúng không? Rồi tương tự vậy chúng ta cũng sẽ chọn hai lớp nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm hỏi. Bấm hỏi. Rồi, bắt đầu các câu hỏi cũng sẽ được đưa lên. Và chúng ta qua bên đây chúng ta xem nhá. Chúng ta bấm F5 nè. Nó tải lại. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó lại có thêm là sao? Đó, có thêm cái câu trả lời là dung sai và học sinh sẽ sao? Xem câu hỏi và làm bài ở đây, làm ở đây. Và tương tự bên lớp này cũng cũng tương tự vậy. Bên lớp này cũng tương tự vậy nha. Bên lớp này cũng tương tự vậy. Đó quý thầy cô thấy không? Đây là một trong những cái ưu điểm mà của Google Classroom mang đến cho chúng ta. Và tất nhiên hiện giờ thì do là học sinh của chúng ta chưa có ai này nên chúng ta cũng không có giao tập hay là gì đã nộp. Đó quý thầy cô thấy không? Đây là cách thức mà chúng ta làm bài tập và quản lý nhiều lớp trong cùng một lúc. Thứ ba là một trong những cái vấn đề mà quý thầy cô quan tâm là bây giờ tôi dạy online hai lớp này thì sẽ dạy như thế nào. Đó là cái điều mà quý thầy cô quan tâm. Thì đầu tiên quý thầy cô sẽ tạo một cái đường link Google Meet bằng cách click vào đây giống như là từ trước giờ chúng ta làm nhé. Rồi chúng ta cho hiển thị với học viên, chúng ta lưu thì học viên sẽ thấy được cái đường link Google Meet này. Tương tự lớp bên đây quý thầy cô cũng vô cho bạn tin, quý thầy cô cũng tạo đường link Google Meet. Đó, chúng ta lưu. Rồi bây giờ bắt đầu cái quá trình mà chúng ta cảm thấy hơi khó khăn nhất, tức là do chúng ta có thể cho bài tập này, chúng ta có thể là đánh giá điểm từng lớp riêng biệt, nhưng bây giờ chúng ta dạy online cùng lúc thì chúng ta sẽ có hai cách để thực hiện. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ on cùng lúc hai lớp. Quý thầy cô click qua đây. Tắt đi. Rồi chúng ta sẽ tham gia một lớp nha. Thứ hai, quý thầy cô click qua đường link thứ hai. Quý thầy cô tham gia. Thì như vậy quý thầy cô có thể là tham gia cùng lúc hai lớp học và giảng dạy, và chỉ cần quý thầy cô bật mic một bên đây đó, quý thầy cô thấy không? Đấy,
tính năng của Google Meet là nó giúp cho chúng ta là sao, nó tức là nó thu vào thì nó sẽ không phát ra, nên quý thầy cô có nói chuyện, quý thầy cô thấy là trên cái màn hình nó vẫn là biểu thị là tôi đang nói chuyện, tuy nhiên là hai bên đều nghe được hết nha. Bây giờ thử chia màn hình ra chúng ta xem, đây sẽ chia màn hình ra hai cái và chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Đó, đó quý thầy cô thấy không, tôi sẽ nói được cả hai bên, tôi thấy hai bên đó, thì như vậy nó rất là tiện lợi trong quá trình mà chúng ta dạy. Tất nhiên là đối với cách này thì chúng ta chỉ dành cho các cái quý thầy cô có cái màn hình hơi to, tức là cái màn hình mà dạng rộng dài giống như mà chuẩn sau này á. Nhưng mà có một số quý thầy cô thì cái màn hình máy tính của chúng ta nó hơi nhỏ, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái phương pháp khác, đó, phương pháp khác vào đó. Thì quý thầy cô thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ sao, đang nói chuyện hai bên mà nó âm thanh nó vẫn cứ bình thường nha. Và quý thầy cô cũng phải điều phối, tại vì trong trường hợp mà một em bên đây nói chuyện đúng không, thì các em kia phải 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 được lắng nghe, thì em kia muốn lắng nghe các em bên đây phát biểu thì chúng ta làm cách nào, chúng ta bấm vô xe, chúng ta bấm vô sao, chọn một thẻ, chúng ta chọn cái phòng bên đây, ví dụ chẳng hạn như phòng bên đây là phòng phát biểu thì chúng ta sẽ sao, chọn phòng bên đây này, đó chúng ta sẽ qua. Xe qua đó, thì như vậy em đó sẽ có thể là sao, à xin lỗi là tôi đã xe lộn cái phòng chính phòng cũ của mình nhá. Rồi chúng ta sẽ xe cái phòng bên đây, phòng bên đây. Chọn thẻ này, chúng ta chọn là cái phòng bên đây. Thì quý thầy cô là thấy là tôi đang xe phòng bên đây, qua tương tự vậy âm thanh nó vẫn được vọng qua phòng bên còn lại, âm thanh vẫn còn vọng qua phòng còn lại. Thì như vậy thì các em mà bên phòng một phát biểu thì em phòng 2 vẫn có thể là sao, lắng nghe được em đó phát biểu, và sau khi đó em phát biểu xong rồi đúng không, thì chúng ta có thể là dừng dừng xe đi, và các em phòng bên đây phát biểu thì chúng ta vẫn có thể là sao, xe ngược qua. Đó là cách thứ nhất đó. Tất nhiên là đòi hỏi là quý thầy cô phải có cái thói quen, tức là có những cái động tác mà gọi là quen cách sử dụng, thì chúng ta sẽ áp dụng cách này, và cách này thì giảng dạy rất là hay, hay chỗ là quý thầy cô không cần phải quá quan tâm nhiều đến cái việc mà chúng ta các em vô link như thế nào, tại vì chúng ta không cần biết là chẳng hạn như chúng ta có hai lớp, lớp A lớp B, thì chúng ta vẫn kiểm soát lớp được trong trường hợp mà chúng ta đang gọi là dạy hai lớp như thế này. Và cách thứ hai nha, cách thứ hai để quý thầy cô có thể dạy hai lớp, bây giờ tôi thoát ra khỏi phòng này đi, kết thúc cuộc gọi luôn nha, tôi thoát ra phòng này rồi, thoát ra khỏi một phòng nhá. Rồi cách thứ hai, cách thứ hai rồi thoát khỏi phòng này luôn. Cách thứ hai, cách thứ hai thì nó đơn giản hơn, đơn giản hơn, nhưng mà nó sẽ có một số cái hạn chế hơn. Rồi cách thứ hai, trong trường hợp chúng ta dạy hai lớp như thế này thì chúng ta sẽ chọn một link Google Meet, ví dụ tôi sẽ chọn link bên đây, tôi sẽ chọn link bên đây nhá. Rồi tôi sẽ copy copy địa chỉ này, và tôi sẽ gửi vào đây, đăng một bài lên nhé, đăng một bài là sao, chỗ ngay trang cái môn của mình nhá. Rồi chúng ta tạo, rồi chúng ta chọn chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn như là chọn tài liệu nhá, đây link học lớp kép môn dung sai, và chúng ta copy đường link để vào đây đó, copy đường link vào đây, rồi chúng ta sẽ đăng cho lớp này, đăng cho lớp này. Rồi như vậy là chúng ta đã tiến hành đăng đăng xong, chúng ta tiến hành đăng xong. Xin lỗi là nãy là quên chọn chủ đề ha, chúng ta phải chọn chủ đề nữa, chọn chủ đề chỉnh sửa. Rồi chúng ta chọn chủ đề là môn, chúng ta là môn dung sai, chúng ta chọn chủ đề là dung sai, chúng ta lưu nha, lưu. Rồi như vậy, như vậy quý thầy cô thấy rằng học sinh sẽ có một cái link Google Meet chung, thì mỗi lần chúng ta giảng dạy thì chúng ta chỉ cần vào cái lớp chính và cái lớp C này, lớp cao đẳng này, sẽ cứ các em cứ click vào đây và sẽ học chung phòng với em kia một cách tiện lợi, một cách tiện lợi. Bài tập thì chúng ta sẽ cho từng lớp, quản lý điểm số cũng cho từng lớp, tuy nhiên là chúng ta sẽ dạy chung được một link, đường link Google Meet như thế này một cách rất là nhanh chóng và tiện lợi. Đó, đây là cái cách đơn giản hơn, nhưng mà đòi hỏi là các em mà chẳng hạn như em lớp cao đẳng này nè,
chúng ta phải biết là cái chỗ này là dung sai, hoặc quý thầy cô cũng phải hướng dẫn cho các em chỗ này. Và quý thầy cô cũng thấy rằng á, chúng ta có thể nắm kéo, chẳng hạn như mỗi lần chúng ta cho một cái bài tập gì đó thì chúng ta cứ kéo cái link này đưa lên, hoặc là các em đã quen với cái chuyện mà chúng ta sẽ học cái link này đối với trường hợp mà môn dung sai đó, thì các em cao đẳng thì hoàn toàn có thể là sao đi qua cái lớp này học trong quá trình học trực tuyến, nhưng mà bài tập thì các em vẫn chỉ làm trên đây thôi, thì như vậy nó sẽ rất là dễ dàng cho các em. Và một trong những cái mà muốn lưu ý với thầy cô, tại sao mà chúng ta quản lý như thế này, các em chỉ cần nhìn vào cái lớp của mình, các em sẽ hoàn toàn biết được là cái thời gian, những cái gì mà chuẩn bị hết hạn, những bài tập nào cần làm đó. Các em học sinh sẽ nhìn thấy rõ ràng thế này, thì như vậy thì học sinh sẽ dễ dàng quản lý là cái việc mà học hành của mình hơn đó. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải gọi là tách hai cái lớp này ra như vậy, tách hai lớp này ra như vậy. Rồi bây giờ một trong những cái mẹo mà sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô một cái mẹo rất là hay, một cái mẹo rất là hay nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục vào bài tập nha. Chúng ta sẽ tạo một cái Google Form tài liệu thế này. Thì trước hết thì tôi sẽ add một sinh viên vào trước cái sinh viên này trước. À, một trong những cách mà mời sinh viên nhanh nhất, gọn nhất mà chúng ta cần có thể làm, đó là thay vì chúng ta nhập địa chỉ mail ở đây, thì chúng ta sẽ bấm sao chép ở đây, chúng ta gửi cái đường link này cho sinh viên. Tại vì một số quý thầy cô có thể là đánh sai cái email của mình đó, thì chúng ta cứ gửi đường link này nhé. Rồi bắt đầu là sẽ mời bạn sinh viên vào cái lớp này học thử. Rồi chúng ta bắt đầu. Rồi như vậy là tôi đã có một cái học viên ha, một học viên giả lập ở đây. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho em đó bài tập nhé, cho em bài tập và thử. Chúng ta có một cái tính năng rất là hay và cũng muốn giới thiệu cho quý thầy cô. Rồi chúng ta vào bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ tạo cho chúng ta một cái Google Form, Google Form. Rồi bài kiểm tra nhà nha, cũng y chang các cái thông tin nhà nãy thôi. Chúng ta sẽ có chủ đề, chẳng hạn như môn này là môn dung sai, môn dung sai. Rồi chúng ta sẽ click vào Google Form, click vào Google Form. Chúng ta sẽ cho các em đó một vài cái câu trắc nghiệm nha. Dung sai nha, chẳng hạn như dung sai là gì. Option 1, option 2, option 3, option 4. Và cái chỗ đáp án này, chúng ta click vào đây. Đáp án nào đúng thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án đó ở đây, và số điểm cho mỗi câu đúng, ví dụ ở đây là 5 điểm. Rồi ok. Đó thì như vậy chúng ta đã có một câu hỏi. Rồi chúng ta sẽ tạo thêm một câu hỏi nữa nha. Cũng là đáp án là 5 đúng. Án 5 đúng. Rồi. Thế nào là hệ thống lỗ đi. Lỗ. Rồi, như vậy chúng ta đã có hai cái câu hỏi để cho các em bên kia làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta sẽ giao bài cho em đó. Điểm số tối đa là 10 điểm. Rồi, chủ đề là dung sai. Rồi, các cái thông tin khác. Rồi, chúng ta bấm giao bài. Giao bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sau khi giao bài xong, đây, chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra ở đây. Rồi chúng ta sẽ đợi em kia làm như thế nào. Đó, em kia làm thế nào? Bây giờ đang là giao. Rồi bây giờ em kia sẽ thực hiện là bài bài làm nhé. Học sinh sẽ thực hiện bài làm. Rồi. Rồi, quý thầy cô đợi một tí nha. Rồi. Rồi, em kia đã làm bài xong rồi. Bây giờ chúng ta bấm F5 lại ha, cho nó load dữ liệu mới lên. Rồi, vô bài kiểm tra. Chúng ta thấy rằng là một sinh viên đã nộp. Chúng ta bắt đầu xem vào. Thì một trong những tính năng mà rất là hay ở cái bài kiểm tra này mà em muốn giới thiệu cho quý thầy cô, đó chính là nhập lớp. Tức là chúng ta làm bài rồi, thay vì chúng ta vào đây chúng ta chấm, thì chúng ta tại Google Form nó có tính năng là nãy chúng ta đã set up điểm rồi, chúng ta phải bấm nhập lớp như thế này. Rồi bấm nhập. Quý thầy cô thấy không? Sẽ ngay lập tức cập nhật điểm của các em mà mới làm bài xong ấy, nó sẽ cập nhật ngay vào đây luôn. Cập nhật ngay vào đây luôn. Và ví dụ thằng em này làm 5 điểm, chúng ta không cần phải chấm bài mà chúng ta chỉ cần bấm vào nhập lớp. Đó, thì như vậy là nó
tự động nó cập nhật cái kết quả bên Google Form nãy chúng ta setup, nó cập nhật vào đây luôn. Và đặc biệt một cái gì nè, một số em do bấm sai á, mà có em do bấm sai á nên là đôi khi là không báo đã nộp, tuy nhiên là em nó vẫn đã làm rồi nên nó vẫn cập nhật cái điểm điểm số qua, thì có nghĩa là em đó đã làm rồi nhưng mà do các em là cái thao tác mà quá trình mà làm bài kiểm tra nên là nó báo là chưa nộp thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhập lớp thế này thì kể cả những em chưa nộp nhưng mà đã làm rồi thì vẫn hiển thị ở đây. Sau khi quý thầy cô đã xong cái này rồi, quý thầy cô click vào đây nha, chọn những em này và quý thầy cô click vào trả bài. Trả bài thế này. Hay đây, chúng ta sẽ có kết quả chấm điểm, kết quả chấm điểm. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái lớp đó. Là vô số điểm ha. Rồi. Cái thầy cô thấy không? Ở đây nó có luôn cái số điểm. Ở đây nó có luôn số điểm. Được chưa? Được chưa? Đây là một trong những cái rất là hay của cái hệ thống Classroom mà muốn giới thiệu cho quý thầy cô. Để cho quý thầy cô tiện dụng, thay vì chúng ta phải cập nhật điểm từ Google Form qua thì nó rất là phiền phức. Chỉ cần em đó làm trên cái mail mà em đó đang tham gia lớp học này. Và một trong những cái hay nữa là điểm số đây nè. Bây giờ có thấy điểm số này nè, là từng lớp khác nhau nên chúng ta rất là dễ dàng mà chúng ta sao kiểm soát được là em đó là điểm như thế nào, điểm như thế nào. Được chưa? Đây là một trong những cái phần mà nâng cao của Google Form muốn giới thiệu cho quý thầy cô để chúng ta có thể là dễ dàng trong có cái quá trình công tác hơn và cách thức làm đó. Bên cạnh đó thì quý thầy cô có thể là tìm hiểu thêm một số tính năng, hoặc là nếu có thắc mắc gì thì quý thầy cô cứ comment cái câu hỏi bên dưới. À, thì em sẽ làm cho làm một cái video hướng dẫn và giải đáp thắc mắc riêng sau khi cái phần này. Chúc mọi người có thể qua thực hiện được cái bài giảng của mình một cách tốt nhất, và cũng như là chúng ta cũng sớm hết được đại dịch kết thúc sớm để chúng ta có thể là đứng trên bục giảng chúng ta giảng. Bên cạnh đó thì cái việc mà học online này cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta, có thể chúng ta giao bài tập về nhà cho sinh viên, kể cả sau này á mà đại dịch hết rồi thì chúng ta vẫn có thể giao các bài tập về nhà cho sinh viên và sinh viên làm trong đây. Và mọi người thấy rằng là cái việc mà nó tự động cập nhật điểm vào nó làm cho chúng ta đỡ cái việc mà chúng ta phải chấm bài hay là nhiều những cái gì đó, đó thì giúp ích rất là nhiều cho quá trình mà chúng ta giảng dạy. Xin chúc quý thầy cô thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thầy cô ở những cái buổi hướng dẫn sau. Xin trân trọng kính chào.